Duy Đông là một cầu thủ nổi tiếng từ lứa thời công vô địch giải U21 trong 3 năm đầu tiên, 1997, 1998, 1999. Lứa này đánh dấu sự xuất hiện của nhiều tài năng, bao gồm Nguyễn Mạnh Dũng, Thạch Bảo Khanh, Đặng Phương Nam, Trương Việt Hoàng, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Quốc Trung và cả hậu vệ trái Nguyễn Duy Đông. Tuy nhiên, tên của Duy Đông trở nên phổ biến hơn ở vòng chung kết U21 năm 2002 khi anh thường xuyên được sử dụng trong đội hình xuất phát và ghi một bàn thắng đẹp tại sân Chi Lăng, đó là trận U21 thể công gặp đội gạch Đồng Tâm Long An. Duy Đông tham gia tấn công từ vị trí hậu vệ trái và bất ngờ thực hiện một cú sút hiểm hóc đưa bóng vào góc cao khung thành đối phương, vượt qua tay thủ môn đối địch. Bàn thắng ấn tượng này đã đi vào lịch sử và luôn ở trong ký ức của Duy Đông suốt cuộc đời của anh. Đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh và đã cống hiến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Duy Đông là một cầu thủ nổi tiếng từ lứa thời công vô địch giải U21 trong 3 năm đầu tiên, 1997, 1998, 1999. Lứa này đánh dấu sự xuất hiện của nhiều tài năng, bao gồm Nguyễn Mạnh Dũng, Thạch Bảo Khanh, Đặng Phương Nam, Trương Việt Hoàng, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Quốc Trung và cả hậu vệ trái Nguyễn Duy Đông. Tuy nhiên, tên của Duy Đông trở nên phổ biến hơn ở vòng chung kết U21 năm 2002 khi anh thường xuyên được sử dụng trong đội hình xuất phát và ghi một bàn thắng đẹp tại sân Chi Lăng, đó là trận U21 thể công gặp đội gạch Đồng Tâm Long An. Duy Đông tham gia tấn công từ vị trí hậu vệ trái và bất ngờ thực hiện một cú sút hiểm hóc đưa bóng vào góc cao khung thành đối phương, vượt qua tay thủ môn đối địch. Bàn thắng ấn tượng này đã đi vào lịch sử và luôn ở trong ký ức của Duy Đông suốt cuộc đời của anh. Đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh và đã cống hiến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhiều kỷ niệm đáng nhớ.